lại những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn. Để rồi mai chia xa, lòng chưa dâng niềm thiết tha. Nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa. Đặt bàn tay lên môi, giữ cho tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian sao đi mau, xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mãi lên tiếng khi đã xa rồi. Bạn bè ơi, vang đâu đây, còn giọng nói.
đã xanh tàng cây góc sân trường. Hành lang ơi, xa dần xa bước chân người. Bản thân ơi, ta khắc ghi trong lòng những ước mơ hồng, ngày tháng chờ mong. Dòng lưu vun chưa kịp ghi đã vượt nhuyền, nhành hoa thắm chưa kịp trao tay một lần. Kỷ niệm đó trong chiều mưa tan trường, hai đứa chung đường sao nghe vẫn vương. Chị nhớ nhất trong lớp của mình không ạ? Chị có thể chia sẻ được không ạ?
mình nhớ nhất là kỷ niệm năm lớp 10. Năm lớp 10 thì có thầy giáo mới, đó là thầy dạy tin là thầy Linh và thầy Cường. Thế thì thầy giáo mới thì học trò thì rất là năng động mà rất là hay trêu thầy. Thế thì hôm ấy là giờ tin của thầy Linh thì chúng tôi đóng cửa lại và giúp thầy ở bên trong. Cái kỷ niệm mà tuổi học trò của chúng tôi rất nhiều, là tất cả lên tàu về là không có mỗi người đều nhớ được cái kỷ niệm của chúng ta. Thì sau 20 năm này chúng ta ngồi đây hàn huyên lại, kể lại cho nhau nghe những câu chuyện ngày xưa. Thời học sinh ngày xưa đã được gửi đến lại cho tất cả anh chị và xin được đưa vào tay của anh chị dành tặng cho thầy giáo một trăm lời đầu tiên xin thay mặt cho các thầy cô giáo và được em lời giữ cái buổi gặp mặt 20 năm ra trường của lớp, và chúng tôi xin gửi tới các em lời chào, gửi tới gia đình các em lời chào và chúc sức khỏe. Và đến đây thì cũng không biết nói gì hơn thì là thay mặt cho các thầy cô giáo, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh các chị sau 20 năm ra trường mà vẫn nhớ những cái kỷ niệm về các thầy cô giáo. Về bản thân tôi thì các chủ nhiệm lớp C1 nhưng mà C2 thì cũng có rất nhiều kỷ niệm, bởi vậy tức là khi đến với lớp thì cũng rất xúc động, cũng cảm ơn các em đã tạo điều kiện để cho chúng tôi gặp mặt và gặp lại các em sau 20 năm. Và rất vui mừng là nhìn thấy các em trưởng thành, có nhiều em hiện nay là đã có những công việc công tác hoặc là trong hoạt động kinh tế là rất là thành đạt. Thì chúng tôi chúc mừng các em và mong rằng là các em cố gắng phát huy truyền thống của sinh viên Đức Hiền và mãi mãi thành công trong tất cả các lĩnh vực mà mình đã lựa chọn. Và cuối cùng thì cũng xin thay mặt các thầy cô giáo gửi lời chúc sức khỏe các em, chúc gia đình các em mạnh khỏe, một quãng trường xưa đã nghe thời gian thoái đưa, nghe một hôm trong ta một thời tìm bước người xưa, mơ người còn đâu nữa, ai thương ai quen ai giận hờn buồn cách phương xa, khiến ta chờ người không tới cho hôm nay nên mắt bồi hồi nhặt lá vàng mơ vì xưa một mối tình. Một thoáng
trường xưa đã nghe thời gian thói đưa. Nghe một cô trong ta một đời tìm bước người xưa mơ người còn lâu nữa. Ai thương ai quen ai giận hờn buồn cách phương chơi khi ta chờ người không tới. Cho hôm nay miên man bồi hồi nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ. Bao yêu thương trong ta tìm về một thoáng trường xưa đã nghe thời gian thói đưa. Nghe vô cùng trong ta một thời nhìn bước người xưa mơ người còn đâu nữa. Ai thương ai quen ai giận hờn buồn cách phương chơi khiến ta chờ người không tới. Cho hôm nay miên man bồi hồi nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ. Bao yêu thương trong ta tìm về một thoáng trường xưa đã nghe thời gian thói đưa. Nghe bước cùng trong ta một thời tìm bước người xưa mơ người còn đâu nữa. Ai thương ai quen ai giận hờn buồn cách phương rơi khiến ta chờ người không tới. Cho hôm nay miên man hồi hồi nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ.